Bây giờ cô Hiền sẽ hướng dẫn các bạn cái cách làm thế nào là các bạn có thể copy cái link Facebook cá nhân của mình gửi cho người khác để người ta sẽ tìm thấy mình một cách dễ dàng nhé. Đầu tiên mình vẫn phải vào Facebook đã này. Sau đó này, các bạn có nhìn thấy trên góc này không ạ? Nó chính là cái nick biểu tượng của mình đấy. Nick biểu tượng của mình ấy thì mình sẽ ấn vào này. Đó, ấn vào đây sang trang chủ cá nhân của mình. Các bạn có nhìn thấy ở dưới đây nó có nút ba chấm ở đây không ạ? Đó. Các bạn ấn vào cái nút ba chấm này cho cô. Sau đó các bạn có nhìn thấy ở cuối này có phần sao chép liên kết không ạ? Các bạn ấn vào sao chép liên kết. Vậy là bạn đã có một cái link liên kết đến trang cá nhân của mình rồi. Bây giờ các bạn sẽ gửi cho ai thì các bạn sẽ chỉ việc gì nhỉ? Tìm đến, ví dụ như các bạn gửi đến cái tin nhắn cho của ai đấy, cũng muốn gửi cho đến ai đấy nhá. Các bạn sẽ vào tin nhắn cá nhân này. Tin nhắn cá nhân ví dụ như muốn gửi cho cô Hiền này, cô sẽ ấn vào đây, cô giữ một nút, ngoạn nó sẽ lên cái chỗ từ dán lên này, các bạn nhìn thấy không? Nó có phải nhanh không, nó lại mất. Đó, một lúc nó sẽ ra từ dán nên mình sẽ ấn vào từ dán luôn. Đó, thế là có cái link của mình ngay rồi. Đó, thế là mình gửi thế thôi. Thế là bây giờ mình gửi cho ai đó thì người ta chỉ cần ấn vào đây một cái sẽ ra Facebook của mình luôn. Rất là đơn giản. Đúng không ạ? Đó, ra Facebook của mình rồi. Đấy là gửi trực tiếp trên tin nhắn của Facebook rất dễ. Nhưng bây giờ cô sẽ hướng dẫn về cách làm thế nào để các bạn có thể gửi qua Zalo mà người khác vẫn tìm được. Bởi vì là qua Zalo á thì mình cũng ấn giống tin nhắn nha, các bạn sẽ ấn vào tin nhắn Zalo này, sau đó các bạn giữ một nút có chữ thừa dán và ấn vào đây, đúng chưa? Thế sau đó các bạn sẽ gửi, dán được xong các bạn sẽ gửi này. Đó, bây giờ mà các bạn ấn vào Zalo á, ấn vào đường link này luôn ấy, nó không cùng một cái app, bởi vì cái app Facebook và app Zalo nó khác nhau. Cho nên khi mà ấn vào ấy, nó không liên kết với nhau, nó mở ra nhưng mình không vào được, nó vẫn bắt mình phải đăng nhập vào Facebook, rất là phức tạp. Chính vì vậy khi mà các con mà nhận được cái link Facebook của ai đấy thì mình sẽ copy, con để ấn một cái nút, đó, con giữ một nút, sau đó con ấn cái copy vào đây, đúng không ạ? Các bạn nhìn này, các bạn giữ một nút này, đó, xong các bạn có nhìn cái copy link không? Bạn ấn vào copy link. Đó, thế các bạn được copy link rồi. Bây giờ muốn vào Facebook thì gì? Mình vào Facebook của mình đã, đúng không ạ? Mình vào Facebook của mình. Sau đó, đây, mình vào Facebook của mình rồi. Sau đó các bạn ấn vào một cái tin nhắn của bất kể một ai cũng được, đúng không ạ? Bạn ấn tin nhắn của bất kể một ai. Đây, cái tin nhắn này của cô Hiền, cô nhấn vào đây. Xong cô lại dán vào đây. Thế xong cô gửi. Đó, thế là gửi vào cùng với cả một hệ thống của Facebook. Tin nhắn của Facebook thì mình ấn một cái nó vào luôn. Đó, ấn vào nó chuẩn luôn. Chứ còn các con mà ấn từ Zalo nó không vào đâu. Đó, đơn giản đúng không ạ? Rất đơn giản đấy, là từ lần sau các bạn nếu mà nhận được cái link nào từ cái app nào thì mình phải vào đúng cái app đấy, sau đó mình copy cái link đấy mình gửi vào thì mình sẽ tìm được. Còn nếu mình tìm trực tiếp từ Zalo nó không ra. Tôi có cảm ơn các bạn.